nghệ sĩ hải ngoại xúc động đến viếng ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Những nghệ sĩ như Trixie Phương Trinh, Bằng Kiều, Quang Minh, Hoa hậu Thu Hoài đến tịnh xá để viếng ca sĩ Phi Nhung. Dù lễ tang ở Việt Nam và ngày đưa nữ ca sĩ Phi Nhung về Mỹ chưa được gia đình thông báo cụ thể, các nghệ sĩ hải ngoại và khán giả vẫn cùng nhau đến chùa để viếng nữ ca sĩ, cũng như chia buồn với con gái ruột của giọng ca, thương lắm mình ơi. Giang đồng nghiệp xót xa khi nhìn Wendy Phạm bên di ảnh của mẹ. Phương Trinh đeo khăn tang cùng với Wendy Phạm trong lễ viếng ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ cho biết, lễ viếng giọng ca bông điên điển chỉ được tổ chức trong phạm vi gia đình tại Mỹ. Bạn bè và người thân ai biết thì đến, chứ gia đình không thông báo rộng rãi. Trixie Phương Trinh xúc động tâm sự. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì Út, dì ruột của Wendy, đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi. Cả tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương tiếc cho em. Có những người chưa hề quen biết em, mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất. Một cô gái chất phác quê mùa ngày nào không ai biết đến. Giờ đây có cả triệu người Việt Nam trên thế giới đau buồn vì sự ra đi của cô ấy. Nghệ sĩ Quang Minh viết lời tiễn biệt đàn em. Thật không ngờ lại có ngày này. Hôm nay anh đến thắp cho em một nén hương thương tiếc tiễn biệt. Anh mong em ra đi thanh thản. Trước kia nam nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi hay tin Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với dịch bệnh. Xuất hiện tại tịnh xá còn có ca sĩ Thanh Thảo. Giọng ca tình yêu của tôi đến không chỉ để thắp hương cho đồng nghiệp, mà cô còn ân cần nhắn nhủ động viên Wendy cố gắng giữ vững tinh thần trước sự ra đi của mẹ. Hoa hậu Thu Hoài cũng có mặt từ sớm để viếng giọng ca con gái của mẹ. Cô bày tỏ, sáng nay thức sớm chạy đi mua hoa để quà thắp hương cho chị Phi Nhung. Chị ở đó tươi xinh thiệt là đẹp, mình nhìn mà không nghĩ chị đã đi rồi. Năm nay tôi mất một người chị và một người bạn yêu quý của mình, đều tên Nhung, lòng nặng trĩu. Trước đó chuyên gia trang điểm Nhật Bình cũng sắp xếp thời gian đến viếng bạn thân, anh viết trên trang cá nhân. Cứ nghỉ ngơi bình yên nha, cả nhà thương bé. Anh cũng là người thường xuyên đến đây để hương khói cho bàn thờ của nữ đồng nghiệp quá cố. Sáng mùng 7 tháng 10 theo giờ Mỹ vẫn đang diễn ra lễ cúng thất cho Phi Nhung. Tại buổi lễ có rất nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của Phi Nhung tham dự. Wendy, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung tiều tụy bên di ảnh của mẹ. Ai cũng khóc thương cho cô bé vì hoàn cảnh quá éo le. Mới đây thông tin về cha ruột của Wendy cũng đã sáng tỏ. Wendy nức nở khi biết được thông tin này. Cũng trong ngày này, Mạnh Quỳnh đã thổ lộ sau khi lo liệu tang lễ cho người tình xong xuôi, anh sẽ mong muốn được nhận Wendy làm con nuôi. Quỳnh muốn thay Phi Nhung bảo vệ chăm sóc đứa con gái duy nhất của Nhung, muốn là một người bố có một điểm tựa để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, được nhìn thấy Wendy được yên bề gia thất như mong muốn của Phi Nhung. Phi Nhung ra đi để lại tiếc thương cho giới văn nghệ sĩ, và đặc biệt Mạnh Quỳnh đau đớn không tin sự thật, Phi Nhung đã ra đi, bỏ lại anh và Wendy, mong mỏi đoàn tụ sau 2 năm xa cách, nhưng không thành. Sau bao năm giấu kín về sự thật và người cha của con gái Wendy, Mạnh Quỳnh khóc nghẹn trước di ảnh của người tình và thú nhận. Anh đau đớn trong ngày cúng thất Phi Nhung, cố gắng gượng cười để Phi Nhung ra đi thanh thản, trong khi lễ tưởng niệm cho Phi Nhung tại Việt Nam phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Nghi thức cúng thất đầu cho cố ca sĩ đã diễn ra tại Mỹ. Đã một tuần Phi Nhung mãi mãi ra đi, người thân, bạn bè và đồng nghiệp vẫn đang tưởng nhớ về cô, xót xa về những kế hoạch, những mong ước vẫn còn dang dở. Suốt buổi lễ, Wendy Phạm khóc khi mỗi lần nhìn di ảnh của mẹ. Cách đây một tuần, cô nói với niềm tin khi biết mẹ vượt qua một ca mổ, tiếp tục chiến đấu với Covid-19 sau hơn một tháng chữa trị. Mẹ mất nhưng không được ở bên, Wendy trút nỗi nhớ lên trang cá nhân, chia sẻ cùng khán giả, cô viết: "Mẹ ơi, mẹ có thể ở lại với con lâu thêm một chút, dù chỉ một chút được không? Con muốn được nghe giọng nói của mẹ, muốn được mẹ vuốt ve, muốn được thấy mẹ cười, ôm mẹ thật chặt và không để mẹ rời xa con. Con muốn được nói con yêu mẹ biết nhường nào." Tin buồn, bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời. Tin buồn được đích thân em gái nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, em gái nghệ sĩ Hoài Linh gây lo lắng khi liên tục đăng status cho biết sức khỏe của bố ruột không được tốt và mong mọi người cùng cầu nguyện. Đến tối ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Phương Trang, em gái ruột của nghệ sĩ Hoài Linh, đã đích thân báo tin buồn trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, Phương Trang đau xót cho biết bố ruột là ông Võ Tòa đã qua đời vào lúc 8 giờ 18 phút ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhắn nhủ đấng sinh thành,
Bố ơi, con hãnh diện vì được là con gái của bố. Cả đời này con mang ơn bố, bố ơi. Cùng lúc đó Dương Triệu Vũ đã đổi ảnh đại diện sang hình của bố để tưởng niệm. Rất nhiều khán giả, bạn bè đã gửi lời chia buồn và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Được biết, bố nghệ sĩ Hoài Linh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông và vợ sinh sống tại Mỹ và thi thoảng sẽ về Việt Nam. Lúc sinh thời, bố nghệ sĩ Hoài Linh khiến các con ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp với vợ và luôn dành hết thời gian cho gia đình. Nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ, bố tôi chưa bao giờ la mắng các con hay cãi nhau với vợ. Bố tôi là người đàn ông thương yêu gia đình hết mực. Nói về tình yêu của bố mẹ, Dương Triệu Vũ từng cho biết, bố mình cũng khá dữ dội khi nhất quyết không cho mẹ học lái xe, dù 20 mấy năm bên Mỹ, để đi đâu cũng phải đi chung với nhau, đi làm cũng làm chung chỗ. Người này về Mỹ mà người kia ở lại thì sẽ có người bệnh, người này đi chơi mà không có người kia thì sẽ nhớ da diết chị muốn về. Mạnh Quỳnh lấy vợ xinh đẹp bí ẩn, có ghen với Phi Nhung hay không? Vốn là người khá kinh tiếng về chuyện riêng tư, ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết tin anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp người Mỹ gốc Việt vào năm 2004. Bà xã của giọng ca Người Phù Kéo Mò Câu có tên Cẩm Diệu. Theo tiết lộ của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung chính là người xe duyên cho anh và bà xã hiện tại. Cũng vì vậy, vợ của Mạnh Quỳnh rất hiểu về mối quan hệ giữa chồng và Phi Nhung, nên không bao giờ ghen khi hai người hát chung với nhau và có những cử chỉ thân mật trên sân khấu. Mạnh Quỳnh cho biết tính cách của anh và bà xã là hai thái cực trái ngược nhau. Nếu như anh sau hơn 20 năm vẫn giữ lề lối sống của người Việt, thì vợ anh do sống ở Mỹ từ nhỏ, nên có quan niệm và cách sống rất Tây. Giọng ca Người Phù Kéo Mò Câu cho rằng đây cũng là lý do khiến vợ chồng anh đến với nhau và gắn bó nhiều năm qua. Sau khi Phi Nhung ra đi, danh tính về chồng cũ người có con chung với Phi Nhung cũng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Sáng ngày 6 tháng 10 tại Mỹ vẫn diễn ra lễ cúng thất cho Phi Nhung. Tại buổi lễ có rất nhiều anh em bạn bè của gia đình Phi Nhung tham dự. Wendy, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, tiều tụy bên di ảnh của mẹ. Ai cũng khóc thương cho cô bé vì hoàn cảnh quá éo le. Tại đây, Mạnh Quỳnh cũng có mặt bất ngờ thông báo một tin rất quan trọng. Anh sẽ nhận Wendy làm con. Anh thổ lộ, sau khi làm xong tang lễ cho người tình xong xuôi, anh mong muốn được nhận Wendy làm con, muốn được thay Phi Nhung bảo vệ chăm sóc đứa con gái duy nhất của Nhung, muốn là một người bố có điểm tựa để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn, muốn nhìn thấy Wendy được yên bề gia thất như mong muốn của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi nghe được tin này, liệu rằng bà xã Mạnh Quỳnh có bị sốc hay phản đối gì chăng? Hacker Nhâm Hoàng Khang bị bắt. Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, lập trình viên vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Khang bị bắt vào sáng ngày 4 tháng 10 tại Cần Thơ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biết. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao để điều tra. Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng, nguồn tin nói về kết quả điều tra ban đầu. Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là lập trình viên nổi tiếng. Gần đây, anh này liên quan đến ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản của ngân hàng các cá nhân quỹ từ thiện. Khoảng 2 tháng trước, Khang còn công khai giấy mời làm việc của Cục Cảnh sát Hình sự lên Facebook cá nhân, cho là được BC02 đề nghị hợp tác điều tra tội phạm.